Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hợp tác xã chăn nuôi ở Nam Định hướng đi hiệu quả giảm rủi ro. Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình bảo tồn và phát triển cà rô tổng trường. Xuất hiện bánh trung thu không rõ nguồn gốc tại Hưng Yên. Sức lan tỏa chương trình gala tiếp sức tới trường tại Thái Bình. Hải Dương siết chặt kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Thưa quý vị và các bạn, chăn nuôi được đánh giá là ngành chịu rủi ro cao do thị trường tiêu thụ bấp bênh và qua nhiều khâu trung gian mới tới được người sản xuất và thường xuyên bị ép giá. Tại Nam Định, xây dựng hợp tác xã chăn nuôi là một hướng đi hiệu quả để giảm thiểu những rủi ro này. Trong tiến trình thực hiện tái cơ cấu ngành chăn nuôi hiện nay, vai trò của các hợp tác xã càng trở nên quan trọng, nhất là trong việc tập hợp liên kết nông dân cùng sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo thống kê, toàn tỉnh Nam Định có trên 300 hợp tác xã, trong số đó vẫn còn không ít hợp tác xã phải giải thể hoặc không có doanh thu do thiếu phương án sản xuất kinh doanh, năng lực quản lý hiệu quả. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đối với ngành chăn nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa các bên trong hợp tác xã chăn nuôi về cơ chế chính sách, quy trình thực hành chăn nuôi an toàn. Thực tế hiện nay, mô hình hợp tác xã chăn nuôi ở Nam Định vẫn đang hình thành tự phát và khi hình thành đến quy mô nhất định thì hầu hết đều gặp khó khăn trong quản lý và phát triển sản xuất. Theo các chuyên gia ngành nông nghiệp, để phát triển mạnh mẽ hợp tác xã chăn nuôi, các địa phương cần đánh giá mô hình đang triển khai, rà soát lại quy mô, phương thức hoạt động cho phù hợp và nhân rộng các mô hình hiệu quả, trong đó xác định rõ chủ thể của hợp tác xã cũng như khả năng đóng góp nguồn lực như vốn, cổ phần, nhân sự, thiết bị theo đúng luật hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, thành lập từ năm 2015, Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú, thị trấn Phố Mới nhanh chóng vươn lên, trở thành điểm sáng trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Bằng những phương án kinh doanh hiệu quả, hoạt động của hợp tác xã không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, giúp họ yên tâm gắn bó với mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hợp tác xã Nông nghiệp An Phú được thành lập năm 2015. Ngoài nuôi cá lồng trên sông, hợp tác xã còn sản xuất và kinh doanh một số nông sản địa phương có lợi thế. Điển hình là khoai tây, hợp tác xã đã tham gia cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Quế Võ trong quá trình tạo lập và phát triển nhãn hiệu tập thể khoai tây Quế Võ. Thực hiện đúng quy chế quản lý nhãn hiệu tập thể, hợp tác xã đứng ra kiểm soát từ khâu lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng. Các hộ thành viên phải tuân thủ, ghi chép đầy đủ quá trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Cách làm này dần được xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã. Nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua với giá cao. Riêng năm 2016, khoai của hợp tác xã bán ra cao hơn từ 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với các hộ trồng thông thường. Từ thành công bước đầu đó, nhiều hộ tự nguyện xin tham gia hợp tác xã. Đến nay có 19 thành viên, tạo thêm việc làm cho từ 50 đến 100 lao động thời vụ. Bên cạnh sản xuất khoai tây, hợp tác xã chỉ đạo thành viên mở rộng canh tác một số nông sản có thế mạnh của Quế Võ, liên kết với một số doanh nghiệp với những kết quả tích cực. Năm 2017, hợp tác xã Nông nghiệp An Phú vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen là đơn vị có sản phẩm tiêu biểu giai đoạn 1997-2017. Cùng với cá trầu, cá rô tổng trường là một bộ đôi cá tiến phu nổi tiếng từ thời Đinh Tiền Lê đã đi vào văn hóa dân gian. Từ năm 2009, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 đã chính thức đưa giống cá rô tổng trường vào chương trình bảo tồn và phục vụ phát triển du lịch. Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình khuyến khích mở rộng nuôi loại cá này để tăng thu nhập cho người dân nơi đây. Cá rô tổng trường có những ưu điểm nổi trội đó là thịt béo, thơm ngon, độ đạm cao, rắn chắc, được coi là một đặc sản ẩm thực của Ninh Bình từ lâu. Đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống thay đổi và tình trạng khai thác tận diệt của kích điện, giã điện, cá rô tổng trường chính thức được đưa vào chương trình bảo tồn và mở rộng diện tích. Gia đình anh Dũng là một trong 6 hộ được thực hiện mô hình trình diễn, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng. Đến nay mô hình thành công, thu nhập từ nuôi thương phẩm cá rô tổng trường đạt 123 triệu đồng một hecta, cao hơn so với nuôi một số đối tượng cá truyền thống. Quy trình nuôi thả không quá khó với trình độ thâm canh của bà con nơi đây và được xem là hướng đi đúng, chúng tạo điều kiện cho bà con khai thác thế mạnh để tăng thu nhập. Giá cá bây giờ như nói là bán lẻ là 80-100, đấy, còn cái thu nhập thì nói chung cái cá này nó hơn cá của truyền thống. Và
thời gian chăn nuôi nó ngắn hơn mà nó phù hợp với cái khí hậu và cái nước và cái chất đất ở cái ở khu này. Thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư đưa cá rô tổng trường là sản phẩm đặc trưng của xã Trường Yên, phục hồi đàn cá bản địa quý hiếm, bảo tồn nguồn gen và đa dạng sinh học gắn với ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững để tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Từ một vụ mỗi năm ở cách thức nuôi tôm quảng canh tới 2-3 vụ nuôi tôm theo hình thức thâm canh, thì đến nay, với mô hình nuôi tôm công nghệ cao, người nuôi có thể luân canh 4-5 vụ tôm mỗi năm. Từ hiệu quả kinh tế, cho nên việc chuyển đổi áp dụng phương pháp này đang là xu hướng phát triển nuôi tôm ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đặc biệt từ chỗ phụ thuộc hoàn toàn bởi thời tiết, nuôi tôm qua đông là không tưởng, thì nay bằng phương pháp nuôi tôm nhà bạt, tôm nuôi có thể sinh trưởng bình thường và được bảo toàn ngay cả trong thời tiết giá rét cũng như cao điểm nắng nóng. Nếu như áp dụng nuôi tôm quảng canh cải tiến với thời gian nuôi thả 100-120 ngày, năng suất chỉ đạt 1,5-2 tấn một hecta một vụ, thì nuôi thâm canh công nghệ cao tính từ thời gian nuôi thả đến khi thu hoạch chỉ 65-70 ngày, cho năng suất từ 7-10 tấn một hecta một vụ. Ở vụ 1, với hơn 18 hecta, người nuôi tôm thu hoạch 150 tấn. Kết thúc vụ 2 với 43 hecta cho sản lượng gần 250 tấn. Ngay trong vụ 3 này, khi thời tiết biến đổi bất thường, mưa nắng xen kẽ thì các hộ nuôi tôm đang chuẩn bị điều kiện tốt nhất. Theo báo cáo, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tháng 8 năm 2018 tăng 3,6% so với tháng trước. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 0,8%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,8%. Sản xuất và phân phối điện tăng 0,9%, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%. Tính chung 8 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao so với mức tăng chung là sản xuất thiết bị điện, sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học, sản xuất chế biến thực phẩm, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, công nghiệp chế biến chế tạo khác. Về sản phẩm công nghiệp chủ yếu, các sản phẩm sản xuất trong 8 tháng đều tăng so với cùng kỳ. Những sản phẩm tăng cao gồm thiết bị điện, điện tử, thức ăn chăn nuôi, gạch ngói các loại, dây điện các loại. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân sinh động và cảm động về việc đọc và tự học. Ngọn lửa đam mê đọc và học của Bác luôn luôn truyền lại cho thế hệ sau. 73 tuổi, ông Đặng Ngọc Phúc ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã dành hơn nửa cuộc đời của mình để sưu tầm sách cũ và chia sẻ niềm đam mê của mình về sách với mọi người. Với ông, việc sưu tầm và đọc sách như là một thú vui hàng ngày để học theo gương Bác. Những cuốn sách đã cũ sờn, nhuốm màu thời gian luôn được ông Phúc nâng niu trân trọng như một thứ tài sản quý giá nhất của cuộc đời. Thói quen đọc sách của ông được hình thành từ khi 18 đôi mươi. Chính niềm đam mê ấy đã giúp ông có được lượng sách lớn vào những năm của thời kỳ bao cấp và chia sẻ đến mọi người. Đầu tiên ấy là phục vụ cho những gia đình nghèo. Ví dụ này, hồi bao cấp ấy, cứ cái ngày mà công nhân được lĩnh lương ấy thì đến đây không có chỗ mà mua mà chọn. Đấy, từ cái chỗ đó thì mới thấy rằng là sách là giá trị với những người lao động, những người mà ham học. Thế là tôi lao vào sách. Trong căn nhà nhỏ, rộng chừng 50m2 của gia đình ông, đang chứa đựng cả một kho tàng kiến thức của nhân loại. Những cuốn tiểu thuyết kinh điển của thế giới, hay đơn giản là những cuốn sách giáo khoa, báo, tạp chí, thậm chí cả văn kiện của Quốc hội. Không chỉ có những người lớn tuổi tìm đến những trang giấy đã ngả màu thời gian, mà nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây, lật dở những cuốn sách có tuổi đời lớn hơn mình gấp nhiều lần để góp nhặt những kiến thức bổ ích. Tất cả họ đều có điểm chung với niềm đam mê sách cũ. Gọi là cửa hàng sách cũ, nhưng ông Phúc không đặt nặng mục tiêu lợi nhuận. Với ông, được đọc, được chia sẻ niềm đam mê của mình với mọi người là niềm hạnh phúc. Sách cũ là cuộc sống, là tình yêu đặc biệt của ông Phúc. Dự định của ông trong tương lai gần là mở một địa điểm đọc sách miễn phí để lan tỏa văn hóa đọc sách đến với mọi người. Mới đây, chương trình Gala Tiếp sức đến trường được Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình truyền hình trực tiếp trên sóng Thái Bình TV. Sự kiện này được quan tâm theo dõi của người dân, ghi nhận của phóng viên Đài Thái Bình. Cùng bố và mẹ theo dõi buổi truyền hình trực tiếp chương trình Gala Tiếp sức đến trường.
Em Tô Vân Anh, lớp 8A3, trường Trung học cơ sở Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh khó khăn của các bạn cùng trang lứa. Đặc biệt, em rất khâm phục nghị lực của các bạn nhỏ đã vươn lên trong cuộc sống và học tập. Em thấy nghị lực của các bạn ấy rất là cao và các bạn ấy có một ý chí rất là quyết tâm, là em mong cho các bạn ấy luôn giữ vững cái ý chí đấy, và em mong là địa phương các bạn ấy sẽ tổ chức nhiều cái phong trào để ủng hộ các bạn ấy nhiều hơn để các bạn ấy có ý chí vươn lên trong học tập. Còn đối với em Phạm Mai Chi, lớp 6A3, trường Trung học cơ sở Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, thì sau khi theo dõi các chương trình tiếp sức đến trường, em cảm thấy mình may mắn khi có được điều kiện cuộc sống và học tập tốt hơn. Mai Chi học hỏi được rất nhiều điều từ chương trình này. Em rất hay xem chương trình đấy và em thấy các bạn có nghị lực rất cao. Và em mong muốn được học như các bạn ấy và có nghị lực tốt như các bạn ấy ở trong trường và lớp ạ. Chương trình Gala Tiếp sức đến trường được đông đảo người dân quan tâm theo dõi, bởi đây là chương trình có tính nhân văn sâu sắc, khơi dậy giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam. Hiện nay trên thị trường thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã xuất hiện nhiều sạp hàng bày bán các loại bánh trung thu, tập trung chủ yếu vẫn là những loại hàng bánh chất lượng của Việt Nam với nhiều mức giá cho khách hàng lựa chọn để tặng biếu và để ăn tại gia đình. Bên cạnh những mặt hàng rõ xuất xứ nguồn gốc, bao bì đầy đủ nơi sản xuất, thành phần của bánh trung thu, ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng, thì hiện trên địa bàn thành phố và một số huyện xuất hiện loại bánh trung thu giá rẻ, không rõ nguồn gốc, chủ yếu bán trực tiếp và bán bằng hình thức online. Trên bánh hầu hết toàn tiếng nước ngoài và chỉ có một từ tiếng Anh mooncake để nhận biết đó là bánh trung thu. Người dùng không thể biết bánh được sản xuất ở đâu, thành phần là gì và chỉ có duy nhất ngày sản xuất in trên bánh. Hiện giá loại bánh được bán khá rẻ, từ 5 đến 7 nghìn đồng một chiếc. Khuyến cáo người dân khi mua những loại bánh trung thu cần nhận biết các loại bánh rõ xuất xứ nguồn gốc để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình. Đối với những loại bánh có xuất xứ nước ngoài, thường có giấy ghi chú dán trên sản phẩm bằng tiếng Việt để người dân nhận biết sản phẩm. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2018, các đơn vị y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương hoạt động theo mô hình mới. Đó là Trung tâm Y tế Đa chức năng tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng chính thức đi vào hoạt động. Mô hình y tế tuyến huyện hợp nhất tinh gọn đầu mối từ 3 trung tâm dân số y tế và bệnh viện đa khoa tỉnh thành trung tâm y tế đa chức năng. Trung tâm sẽ thực hiện cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và dân số kế hoạch gia đình. Cơ cấu của trung tâm y tế đa chức năng gồm 1 phó giám đốc và không quá 3 phó giám đốc, 3 phòng chức năng và 13 khoa chuyên môn. Tại tuyến tỉnh hợp nhất 3 đơn vị trung tâm y tế dự phòng, trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản và trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe sinh sản tỉnh thành trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Cơ cấu tổ chức của trung tâm gồm giám đốc và không quá 3 phó giám đốc, có 2 phòng chức năng và 8 khoa chuyên môn. Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng. Đến nay, Sở Y tế đã tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm 12 giám đốc Trung tâm Y tế tuyến huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Nhiều địa phương đã tiến hành công bố quyết định của Đảng về thành lập Đảng bộ Trung tâm Y tế trực thuộc huyện ủy. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang trong mùa mưa bão, khí hậu diễn biến thất thường, lượng nước tồn đọng ở các ao hồ, cống rãnh khá lớn nên rất thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển như tiêu chảy, viêm đường hô hấp, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Vì vậy, công tác phòng chống sốt xuất huyết vào thời điểm này là rất cần thiết, được các ngành, các địa phương trong tỉnh Ninh Bình quan tâm, chú trọng thực hiện. Theo thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, nếu như vào thời điểm này năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện dịch sốt xuất huyết với hàng chục ca mắc bệnh, thì từ đầu năm đến nay mới chỉ phát hiện 8 ca nghi là mắc sốt xuất huyết ngoại lai, rải rác ở các huyện Nho Quan, Kim Sơn và Hoa Lư. Do phát hiện sớm nên các trường hợp này đã được điều trị kịp thời. Để hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xuất hiện và bùng phát, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh và các trung tâm y tế huyện, thành phố đã giám sát và kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch cũ, tăng cường điều tra, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, triệt để các ca bệnh, triển khai các đội cơ động phòng chống dịch, đội cấp cứu lưu động, kịp thời hỗ trợ tuyến dưới, thu dung điều trị bệnh nhân tại chỗ khi có dịch lớn xảy ra, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị kỹ thuật, sẵn sàng phương tiện chẩn đoán điều trị cấp cứu bệnh nhân.
Bên cạnh sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, thì người dân trên địa bàn tỉnh cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, đảm bảo môi trường thoáng đãng sạch sẽ. Qua đó sẽ hạn chế thấp nhất dịch bệnh có thể xảy ra. Mới đây, Bệnh viện Tâm thần Kinh Hưng Yên đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần vì nghiện chơi game online. Bệnh rối loạn tâm thần vì game đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO liệt kê vào danh mục Bệnh tật quốc tế năm 2018. Bệnh nhân 16 tuổi, trú tại xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, đã có tiền sử nghiện chơi game từ năm 13 tuổi và chơi game liên tục trong suốt 3 tháng nghỉ hè vừa qua. Khi bố mẹ can ngăn, bệnh nhân đã có biểu hiện cáu gắt, hành vi hung hăng, không nghe lời, quát tháo ầm ĩ. Khi nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, đã đánh cả mẹ đẻ vì không được cho tiền đi chơi game. Đây chỉ là một trong số nhiều thanh thiếu niên hiện nay do nghiện chơi game dẫn đến có biểu hiện rối loạn tâm thần. Theo Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, chơi game sẽ trở thành vấn đề vượt ra ngoài sở thích của con người khi con người không thể kiểm soát mức độ chơi của mình hoặc dường như không thể dừng lại sau khi chơi hàng giờ. Chơi game không chỉ gây ra rối loạn tinh thần mà nó còn chiếm hữu cuộc sống hàng ngày của con người. Chơi game trong 12 giờ liền có thể gây ra vấn đề về sức khỏe tâm thần, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh, nặng hơn là mắc chứng bệnh tâm thần vì nghiện game. Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, số người tham gia mạng xã hội ngày càng tăng, do đó nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội là điều cần thiết, nhất là khi luật an ninh mạng được ban hành và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Chỉ cần có máy tính hoặc thiết bị điện tử thông minh như điện thoại, iPad được kết nối Internet, ai cũng có thể lập một hoặc nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Hiện nay không ít các bạn trẻ dành khá nhiều thời gian để lướt Facebook và Google, YouTube, tham gia giao lưu, chia sẻ cùng bạn bè và đôi khi là cả với những người chưa quen biết. Có một thực tế hiện nay là độ tuổi tham gia mạng xã hội được trẻ hóa. Nhiều em tham gia khi mới 14-15 tuổi. Ở lứa tuổi này, các em chưa đủ năng lực để phân loại thông tin trên mạng. Vì vậy, việc trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm khi tham gia đang được các nhà trường, đoàn thanh niên chú trọng để các em hiểu và thực hiện đúng theo quy định của luật an ninh mạng vừa được thông qua. Với mỗi nhà trường trong ngành giáo dục thì đều có sự định hướng, cục phối kết hợp với phụ huynh học sinh trong công tác tư vấn, tuyên truyền và giáo dục các em làm sao và tham gia chia sẻ những thông tin, cập nhật thông tin một cách bổ ích, không nghe, không làm những cái gì mà trái với những cái quy định chung, đặc biệt là có những cái nội quy, quy định của nhà trường về công tác hướng dẫn cũng như là tập huấn cho các đồng chí giáo viên cốt cán về môn tin học để từ đó là định hướng cho học sinh những cái nội dung chương trình để đưa lên khi trước khi chia sẻ hoặc là cập nhật một thông tin gì đó đều phải có trách nhiệm với những cái nguồn thông tin của mình. Không ai có thể phủ nhận những lợi ích từ công nghệ mang lại giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên những hạn chế, tác động tiêu cực vẫn còn tồn tại với những thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến cá nhân hay đơn vị tổ chức. Do đó, luật an ninh mạng khi có hiệu lực ban hành với các điều khoản được quy định chặt chẽ về nguyên tắc, biện pháp, các hành vi bị nghiêm cấm sẽ giúp xây dựng môi trường mạng lành mạnh. Dịch vụ cầm đồ là một loại hình kinh doanh có điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do công tác quản lý còn bất cập nên hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Hải Dương diễn biến phức tạp, tác động xấu đến tình hình an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận nhân dân. Xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn hiện có 8 cửa hiệu kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Khách tới giao dịch không ngoài mục đích cầm cố tài sản lấy tín dụng tạm thời để giải quyết công việc cá nhân. Chính vì thế mà bất cứ món tiền nào được xuất ra đều có một tài sản đưa vào thế chấp. Thông thường thì tài sản thế chấp có giá trị cao gấp 2, gấp 3 lần giá trị tiền vay. Đặc biệt là với mức lãi suất cao khiến cho nhiều trường hợp vay không có khả năng trả nợ. Các đối tượng cho vay tổ chức nhiều người đến gia đình người vay đe dọa, gây sức ép về tinh thần, ném chất bẩn, gây bức xúc trong nhân dân. Theo thống kê, trên toàn tỉnh hiện có hơn 500 cơ sở cầm đồ, dịch vụ hỗ trợ tài chính, trong đó có hơn 480 cơ sở có giấy phép kinh doanh, số còn lại không có giấy phép, thường hoạt động chui không có biển hiệu. Để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với hoạt động dịch vụ cầm đồ và thực hiện nghiêm Nghị định số 96 năm 2016 của Chính phủ, quy định
điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy định của pháp luật liên quan, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm được hệ lụy từ việc vay mượn của các cơ sở cầm đồ, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, chủ cơ sở, nhân viên kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Cùng với đó, các ngành chức năng và chính quyền cơ sở cần phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý triệt để những vi phạm của các cơ sở dịch vụ cầm đồ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.